năm 2009 tại giải bóng đá Argentina khi các cầu thủ đánh nhau với cổ động viên, trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ mời cả đội ra khỏi sân. Ba cầu thủ và 4 thành viên ban huấn luyện đội La Madrid đã xích mích với cổ động viên của Bolivar. Kết cục là một vụ ẩu đả hỗn loạn đã xảy ra, toàn bộ cầu thủ đội khách xông vào bảo vệ đồng đội. Nắm đấm tới tấp được tung ra vào mặt các fan. Vậy là trọng tài chính trận đấu đã rút liên hoàn thẻ đuổi 18 người của đội khách ra khỏi sân, gồm 11 cầu thủ đang đá chính và 7 dự bị. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ trên kênh của tụi mình nhé. Khi bạn làm trọng tài trúng ngay trận của Club, cao thủ không bằng tranh thủ. Mấy khi mà được hữu duyên như này, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Mở đến tận mồm rồi thì phải ăn thôi. Tuyệt vời ông mặt trời luôn các em ơi. Nhìn chị mà học tập nha. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Ôi trời ơi. Làm trọng tài thỉnh thoảng cũng nhàn, mà đen cái là hiếm khi thỉnh thoảng. Chưa kịp làm gì đã bị ủi cho né không kịp. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Như này thì xứng đáng về bét nha. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai. Chụp nhìn anh thật lâu, em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây. À đù, thằng này ngon. Trọng tài mà solo 1-1 như này thì chắc cũng không phải đậu vừa rang đâu nhở. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Cơ mà đụng sai người rồi bạn ạ. Chị đây tuy yếu nhưng được cái anh em chị đông. Chơi là phải khô máu. Chú ngon thì cứ gáy tiếp đi. Mày xong rồi. Hả? Tao quánh chân cha mày. Thanh xuân như một tách trà. Sống không cà khịa hết bà thanh xuân. Nãy phạt thẻ tôi hả bà già? Cho quả này mà đạp trúng dây thì ố về luôn này. Bất ngờ chưa bà già? Pha xử lý đi vào lòng đất như này thì đỡ thế nào chị? Mà đây rõ ràng là chị tự bẫy chị đó nha. Em là em chưa đụng vào miếng nào đâu đấy. Chứ mà dí cho cái thẻ thì lại oan hơn thị màu. Mẹ cây tươi nhờ. Hả? Ủa gì vậy? Thôi bạn ơi, đừng có mà thấy người sang rồi bắt hoàng làm họ. Đây không có quan hệ anh em bạn bè hay anh em nương tựa gì đâu nha. Buông đôi tay nhau ra đi cho nước nó trong. Trời ơi, trời ơi. Phải tôi thì tôi bỏ việc luôn cho nó nhàn. Chứ bà mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy nha. Đấm với chả đá. Ghét nhau hay gì thì nói một tiếng chứ đục cái kiểu đấy à. Úi xùi, nhìn ngôn lù quá nhờ. Cứ như tổng tài thế này thì ai mà chả mê. Đúng kiểu dù có sóng gió gì xảy ra trong đời thì anh vẫn sẽ luôn luôn bảo vệ em. Mà đâu có ngờ mọi sóng gió là từ anh mà ra. Chết chết lỗi lỗi. Vào sân là phải đóng thùng sơ viên cái kiểu cho nó lịch sự. Chứ mà quần áo lôi thôi lết hết như vậy làm ăn gì được. Quá là chua với gia đình này rồi. Không biết đang đi xem bóng hay đi thùng cơm có vào họng nữa. Hai anh chị diễn xong chưa? Xong rồi thì né ra cho người ta làm việc. Quỷ hà, tưởng mỗi mấy người là có người yêu hay gì. Ôi dài ôi. Làm trọng tài tưởng không khó mà lại khó không tưởng các bác ạ. À. Vui thì bạn bạn tôi
mà buồn thì nó coi mình như cái đê chắn sóng vậy đó. Còn miếng lương tâm nào chứ liền. Ơi đẹp, mười đẹp. À đù, bình thường thì tôi ghét bị thùng cơm chó lắm, nhưng cơm chó này thì quá ư là chất lượng, nên thôi tạm chấp nhận chứ. Để các bác hả, cầu hôn là phải như này chứ. Ai lại cứ trơ ra rồi bảo cưới nhá. Có cái quần què mà người ta đồng ý. Được, sao hả? Sao hả? Tôi đề nghị ban tổ chức xem xét lại trường hợp này. Ai cũng có giới thiệu, và cầu thủ của chúng tôi cũng vậy. Đá thì cần phải tập trung cao độ, mà các bác sắp xếp trọng tài kiểu này thì cầu thủ nào mà tập trung cho nổi. Người đẹp mà tâm hồn cũng đỉnh của chứ. Tôi là tôi nghi ban tổ chức ủ mưu rồi đây này. Chứ người bình thường thì ai mà làm thế. Ơ kìa, pha chuyền bóng đỉnh của chớp. Như này mà không chớp thì như nào mới gọi là chớp. Cơ mà các nhà hiền triết online đã nói rồi, 30 chưa phải là tết. Đừng có thấy hoa nở mà đã vội ngỡ là xuân về. Vào hay không vào mà trọng tài chưa nói thì mấy chú cũng đừng có mà hy vọng quá nha. Game mà dễ vậy thì đâu gọi là game. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.